Dạ Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm qua thì có một số báo chính thống đã đưa tin về bằng cấp của ông Thích Chân Quang. Thì trong đó có báo Thanh Niên, báo Lao Động, báo Công Thương đã viết một cái tựa đề như thế này nè quý vị. Vụ bằng tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt chưa xử lý thỏa đáng, minh bạch. Cơ quan Quốc hội đánh giá vụ bằng cấp của ông Vương Tấn Việt mở ngoặc, Thích Chân Quang đóng ngoặc là trường hợp học giả bằng thật làm dậy sóng dư luận xã hội năm 2024, song chưa được xử lý thỏa đáng, minh bạch. Thực tình mà nói mình cứ ngỡ là cái vụ việc này nó chìm xuống luôn rồi chứ không có đưa lên như vậy nữa, nhưng mà hôm qua thì có một số trang báo chính thống đã đưa cái thông tin này. Tôi tin chắc rằng cái vụ này chắc có lẽ khó mà chìm xuống được, một khi mà báo chí đã phanh phui ra rồi họ nhắc đi nhắc lại thì chắc chắn rằng là nhà nước sẽ vào. Thì hôm qua cơ quan Quốc hội họp và cũng đã nhắc tới cái việc mà cái bằng cấp của Vương Tấn Việt. Thì chắc có lẽ là ông Thích Chân Quang này trước đây ông đã từng nói rằng là nếu mà mình muốn lên chức hay là mình muốn làm một cái chức vụ gì đó mà cái người nào mà có khả năng đưa mình lên cái chức vụ đó thì chúng ta tập trung hối lộ cho người đó giải quyết bằng cái này, đúng không? Thì có thể là người ta sẽ giúp mình lên chức hay hoặc là như thế nào đó, thì đâu biết đâu được những cái bằng cấp này có phải là ông Vương Tấn Việt đã dùng tiền để mà mua chuộc hay không. Thì một số nhà trí thức người ta cũng đã lên tiếng rồi, thì cần phải giải quyết, bởi vì không thể nào mà học giả mà bằng thật như thế này được. Đây là một cái tiền lệ xấu cho giới trẻ sau này. Nếu sau này như mà các em học sinh mà nó noi theo thì nó mua bằng cấp như vậy thì phải nó rất là ảnh hưởng cho nền giáo dục của đất nước Việt Nam. Thì mong rằng là các cơ quan cũng vào xử lý triệt để cái vấn đề này. Thì ông Thích Chân Quang thì phải nói ai cũng quá rành về cái ông này rồi. Thì mình không nghĩ là một cái người tu hành mà họ lại mua bằng cấp hay hoặc là họ nói dối, nói dốc, nói xạo như vậy. Bởi vì những người tu hành là người ta đã buông bỏ hết rồi, chuyện đời thì người ta không còn phải là vướng bận nữa, cho nên là họ không có lý do gì mà để họ lừa gạt người ta. Có lẽ là ông này ổng lừa gạt người ta quá lâu rồi, quá nhiều rồi. Một cái người chân tu được rất là nhiều người kính trọng, đúng chưa? Nhưng mà ông lại làm dối trá lừa đời như vậy thì phải nói là không thể nào mà chấp nhận được. Trong đạo Phật hay hoặc là giáo hội thì cũng không thể nào chấp nhận một cái người lừa trên dối dưới mà làm một cái tiến sĩ Phật học hay hoặc là một thượng tọa đại đức gì thì không thể nào mà chấp nhận được. Trước đây thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xác nhận rằng là ông Vương Tấn Việt này cũng chưa phải là một tu sĩ của giáo hội, bởi vì ông này chưa có quy y với bất cứ một vị chủ trì nào, hay hoặc là ông này cũng chưa có ai mà phong ông này làm chủ trì của chùa Thiền Tôn Phật Quang, bởi vì ông này ông tự phong lên. Nhưng mà sau mà cái vụ việc này, ông này đã làm cái chủ trì suốt từ năm 1992 tới bây giờ mà không có ai nói gì hết. Thì trước đây thông tin cho rằng ông này cũng là làm trưởng ban kinh tế gì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng không? Phó ban hay trưởng ban gì đó. Nhưng mà tại sao mà ông này ổng không có quy y mà cũng không có chấp nhận ông này là trong giáo hội, thì tại sao là để cho ông này ổng nắm cái chức vụ là phó ban kinh tế gì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Nếu mà ông này ổng không phải là người tu sĩ của giáo hội thì tại sao phải xác nhận ông này là ổng làm một chức vụ trong giáo hội như vậy? Thì đến khi mà dân chúng người ta lên người ta phản ảnh quá nhiều, yêu cầu các cái cơ quan vào điều tra, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào điều tra, thì cho rằng là ông Thích Chân Quang này ổng chưa quy y và ổng cũng không phải là chủ trì của bất cứ một chùa nào. Nhưng mà cái hệ thống chùa chiền của ông Thích Chân Quang thì trải dài từ Bắc vào Nam. Phải nói những cái đạo tràng của ông thì rất là nhiều, tính nào hình như là cũng có mấy cái đạo tràng như vậy. Thì cái Phật tử nghe đâu đó là 200-300 ngàn về tín đồ, thì phải nói là nhà nước nên rút kinh nghiệm cái chuyện này, bởi vì ông này ông không có đi theo cái đạo Phật đâu. Nghe cái miệng ông nói ông rêu rao ông là người yêu nước, nhưng mà đằng sau đó ông làm những cái việc mà phải nói hết sức là khủng khiếp. Cũng như ông này đó, ngài Lý Thường Kiệt, một vị anh hùng có công với quê hương đất nước với dân tộc Việt Nam, mà ông nói trống trơn là Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc là hổn này kia nọ, phải nói là sắc sược chưa. Ngài Lý Thường Kiệt phải nói là được cả một cái đất nước Việt Nam, cả một cái dân tộc Việt Nam người ta ngưỡng mộ, nhưng mà ổng kêu trống trơn như vậy à.
Ông này ông có mục đích gì mà ông giảng những bài pháp mà ông xúc phạm tới tiền nhân như vậy? Hay hoặc là ông Thích Chân Quang này ông tự nhận ông là cháu ruột của Bác Hồ để làm cái gì? Nếu mình á là một người tu hành, là cái người tứ đại giai xong rồi, không nên là bịa ra những cái chuyện mà để quyển hoặc lòng dân như vậy. Có phải chăng ông Thích Chân Quang ông bịa câu chuyện này là để ông dễ dàng ông giao lưu với tất cả những thế lực? Có phải không? Bởi vì bây giờ là con cháu ruột của Bác Hồ thì phải nói uy tín, phải nói là ngút trời, đúng chưa? Ông bịa ra như vậy để mà ông kết giao những cái tầng lớp nào mà có thể bảo vệ ông và có thể đưa ông lên nắm một cái chức vụ gì đó trong nhà nước như thế nào? Tại sao mà những người đi tu hành rồi mà lại dùng những cái bằng cấp giả để làm cái gì? Để khè đời. Nếu một người chân tu thì không nên làm những cái chuyện như vậy. Thì mới đây á, giáo hội cũng cùng với Bộ Nội vụ vô kiểm tra cái chùa ông Thích Chân Quang, thì phải nói là chùa của ông vi phạm rất là nhiều. Ông xây chùa, ông lấn đất rừng phòng hộ, rồi đấn chiếm, rồi nam nữ tu chung vô tùm lum làm những cái chuyện ô uế gì chắc có lẽ ai cũng biết rồi. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà ông này ổng hay, ổng có cái tài, ổng huấn luyện chúng thanh niên phải nói tuyệt đối trung thành. Chào mọi người nha. Giới luật giống như pháp luật của nhà nước, theo sự phát triển của xã hội thì phải thay đổi cho phù hợp, giống như pháp luật cũng phải sửa đổi bổ sung thôi. Bạn nói hoàn toàn chính xác. Và việc ngài thêm giới luật này vào á, hoàn toàn chính xác và phù hợp với xã hội hiện đại này. Là sao? Xã hội hiện đại này á, nó không giống như ngày xưa mọi người ơi. Ngày xưa nó không có bạo loạn như bây giờ, không có bê bối như bây giờ. Mình nói thẳng luôn nha mọi người. Cho nên thầy thêm giới luật này vô hoàn toàn phù hợp với xã hội hiện đại, không sai. Chỉ có giặc làm như vậy để cho những người mà chưa từng theo đạo Phật á, những người mà chưa từng biết gì về đạo Phật á, hiểu lầm. Thế là dính bẫy của giặc liền. Còn với mình thì mình biết rồi. Cái chuyện nó sờ sờ ra gì như vậy đó, tất cả các cơ quan nhà nước người ta đều biết, người ta muốn vào người ta điều tra. Nhưng mà tới bây giờ họ vẫn đứng lên, họ ủng hộ sư phụ họ là như thế nào. Cái việc nào đúng thì mình nên ủng hộ, còn cái việc nào sai thì mình không nên ủng hộ những cái việc như vậy. Qua cái vụ việc này thì các bác cũng nên lấy cái bài học của Trung Quốc mà rút ra một cái kinh nghiệm, đó là pháp môn là pháp luân công đó quý vị, đúng chưa? Cái vụ án mà thảm sát Thiên An Môn đó quý vị, chắc có lẽ ai cũng còn nhớ, là liên quan đến cái pháp luân công, đúng chưa? Còn ông Thích Chân Quang này, trong thời gian từ năm 1992 tới hôm nay, ông đã xây dựng biết bao nhiêu đạo tràng, và ông đã đào tạo ra một số tầng lớp trung thành với ông, phải nói là tuyệt cẩn, không bao giờ dám phản bội ông. Thì nghe thông tin cho rằng á, kỳ họp tới đây á, nếu mà không có xảy ra việc á, ông sẽ vào giáo hội và trực tiếp là tách ra cái hướng đạo để mà đi riêng, chứ không muốn nằm chung giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông muốn tách ra làm một cái đạo như là đạo Phật Quang gì đó quý vị, Phật Quang truyền đó. Thì ông nói là giáo hội bây giờ là không thể nào mà cải tổ được nữa, bây giờ nó thối nát rồi, không cải tổ được nữa, cho nên là ông tách ra. Vì giáo đồ của ông rất là nhiều, nếu mà ông ủng hộ, ông chống đối hay hoặc là như thế nào đó, ông chống đối đảng và nhà nước thì cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì pháp luân công là một bài học cho Việt Nam học hỏi, đúng chưa? Trước đây thì dân mạng người ta tìm ra một số bằng chứng mà ông Thích Chân Quang sai phạm, người ta tố cáo, nhưng mà thấy im im không có cái cơ quan nào vào xử lý, thì tâm cứ nghĩ là thôi xong rồi, chắc có lẽ cái gốc ông này ông quá mạnh đi, cho nên là cũng không có ai mà dám động tới ông này. Thực tế thì giáo hội trung ương đã kết hợp với Bộ Nội vụ vô điều tra của ông này hồi lúc tháng 6, tháng 7 gì lận, nhưng mà ta không có công bố thôi. Trong cái buổi làm việc đó thì từ ngày 2 cho đến ngày 5 hay gì đó là 4 bữa, thì người ta tìm ra rất là nhiều những cái sai phạm của ông Thích Chân Quang này. Thì tới đây thì tôi tin chắc rằng là bởi vì ông bà ta thường nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng mà khó thoát, tôi tin chắc rằng ông Thích Chân Quang này khó mà thoát được.
Thế đó mà chúng thanh niên lại hết lòng bên vực ông Thích Chân Quang này, thì phải nói là ông này cũng có cái tài đó quý vị. Có cái tài nói phét, rồi có cái tài là dẫn dụ chúng sanh u mê, rồi dẫn dắt một số chúng thanh niên phải nói là tuyệt cẩn, trung thành tuyệt cẩn, đúng không? Nếu mà một cái người mà quản lý mà có cái trình độ mà chiêu dụ lòng dân như vậy đó, quyến hoặc lòng dân như vậy thì phải nói rất là tốt. Nếu mà còn trong thời kỳ chiến tranh thì phải nói là ông Thích Chân Quang cũng có thể là cũng có nhiều người đã đi theo ông làm quốc sự lắm, chứ không phải giỡn đâu. Trong cái thời bình này mà ông còn dạy được những chúng thanh niên trung thành với ông như vậy, bây giờ ai mà lên mà nói cái gì là chúng thanh niên nó vào nó cào nó cấu nó làm ghê lắm. Cho nên là bây giờ cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho tất cả những người khác. Còn những người người ta bỏ ra công sức, người ta học hành 4-5 năm trời, đúng không? Có người thì người ta bỏ ra công sức, tiền bạc, người ta học hành chính thức đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà ông này ông không học, nhưng mà ông được cái bằng như vậy thì phải nói là nó thiếu công bằng cho tất cả những người người ta bỏ công sức ra người ta học tập. Và nó trở thành một cái tiền lệ xấu cho những cái giới trẻ sau này, bởi vì nó không cần học, nó chỉ dùng tiền để nó mua bằng cấp để nó làm việc. Thì phải nói rất là nguy hiểm cho cái xã hội không quý vị. Thì cần nên xử lý nghiêm cái vụ việc này mà để làm gương cho tất cả mọi người. Chứ không thể nào vì ông này ông tu mà bỏ qua cho ông được. Bởi vì những người tu phạm tội thì nó sẽ còn nặng hơn là chúng sanh. Bởi vì chúng sanh còn tham, còn dục. Thì nhiều khi mình cũng còn chấp nhận, mình cũng còn tha thứ được. Nhưng mà những người chân tu là người ta đã bỏ hết rồi, người ta đã buông xả hết rồi, nhưng mà lừa trên dối dưới, lừa cả nhà nước như vậy nữa thì không thể nào chấp nhận được. Bởi vì mình là một cái người chân tu là mình phải làm gương cho tất cả chúng sanh là thật, cái gì cũng là thật, đúng không? Tinh tấn tu hành, con người của mình là chân thật, cái gì cũng là thật, chứ không có thể nào dùng những cái bằng cấp giả đi lòe thiên hạ để mà lòe chúng thanh niên. Cho rằng là sư phụ là giỏi quá, học hành giỏi quá, học trong có 2 năm trời thôi mà học đó, cái hệ vừa học vừa làm đó mà được lãnh cái bằng tiến sĩ rồi cử nhân như tùm lum, đúng không? Cái này không thể nào chấp nhận được, cần phải lấy lại cái lòng tin của tất cả người dân cũng như là lòng tin của tất cả Phật tử. Và trong những ngày mà Bộ Nội vụ vào điều tra thì người ta tìm ra rất là nhiều những cái sai phạm của ông này, và có rất là nhiều những cái đạo tràng. Những cái đạo tràng này nếu mà không sớm xử lý, nó trở thành một cái gánh nặng, một cái nỗi lo của đất nước, chứ không phải giỡn đâu. Một khi mà họ đứng lên, họ chống lại một cái tổ chức hay là một cái nào đó thì rất là nguy hiểm cho đất nước. Cho nên cần phải triệt hạ ông Thích Chân Quang này, không thể dung túng con người này được nữa. Bởi vì con người này không có trung thực, con người này thật là gian xảo, thì không thể nào chấp nhận nằm trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và không thể nào mượn cái áo đạo để mà quyến hoặc lòng dân để mà trục lợi. Tài sản ông này phải nói rất là kinh khủng khiếp, nhưng mà ông này ông chưa có dám xài. Bởi vì những người tu hành là không có sở hữu tài sản. Thì cái tài sản này sau này tôi mong rằng nếu mà điều tra xong rồi lấy trả về cho giáo hội, hoặc là đưa cho nhà nước để làm những công việc mà công ích khác. Không thể nào chấp nhận như vậy được. Ở đất nước Việt Nam chúng ta thì nên tôn trọng những vị chân tu như sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo hay là sư Minh Thiền, chứ không thể nào mà chấp nhận một cái người tu hành mà quyển hoặc lòng dân rồi là tạo cái tiền lệ xấu như là mua bằng cấp giả. Mình đã tu học thì mình nên chuyên sâu về Phật pháp, còn cái chuyện ở ngoài đời bằng tiến sĩ luật hay hoặc là bằng cử nhân gì đó thì không cần như vậy. Mình đã tu rồi thì mình chuyên sâu về Phật pháp, chứ còn chuyện xã hội chuyện đời thì có các bác lãnh đạo người ta lo. Mình không nên xía vào những cái chuyện đảng và nhà nước hay hoặc là chính trị. Ông này trước đây ông cũng phỉ báng những người làm chính trị. Ông cho rằng những người làm chính trị là những người là bị ổi, những người lừa gạt, những người đạo đức giả thế này thế kia. Trong khi ông là người đang sống ở đất nước Việt Nam chúng ta, mà đảng và nhà nước và bộ chính trị đã quản lý đất nước này, mà ông nói như vậy thì có phải là ông đang phỉ báng nhà nước hay không? Thì không thể nào mà dung túng trong Thích Chân Quang này được nữa. Có rất là nhiều cộng đồng mạng người ta lên, người ta phẫn nộ vì những cái học hành giả của ông Thích Chân Quang này. Phải nói là người ta rất là bức xúc. Thì tôi mong rằng nhà nước cũng phải vào xử lý thật là thích đáng. Còn những cái chuyện mà ông làm sai trái thì cần xử lý phải nói hết sức nghiêm khắc, để làm gương cho các tu sĩ khác. Bởi vì cái đạo Phật ở Việt Nam bây giờ
Có rất là nhiều người họ mượn cái đạo để mà họ trục lợi thì cần nên xử lý. Thật tình mà nói nghe, có rất là nhiều người nói ừ chùa này của ông kia, chùa kia của ông nọ tùm lum hết á, nhưng mà cần phải xử lý nghiêm khắc, không thể nào mượn tâm linh để mà trục lợi như vậy được. Thà chúng ta ở ngoài chúng ta có làm cái gì đó, chúng ta có đá cá lăng dưa, chúng ta có xảo trá xảo biện cỡ nào cũng được, nhưng trong đạo Phật thì không nên làm những cái chuyện này. Thật tình mà nói thật là khủng khiếp. Sau này thì sẽ lòi ra nhiều cái việc mà phải nói là ông Thích Chân Quang này ổng muốn hại cái đất nước Việt Nam. Chúng thanh niên đừng bao giờ nói ông Thích Chân Quang yêu nước như thế này như thế kia, không thể nào. Nếu đã là yêu nước thì không bao giờ mua bằng cách hay hoặc là bịa đặt con cháu của Bác Hồ. Phải rất là nhiều chuyện ông này ông làm sai trái, nhưng mà tại sao chúng thanh niên họ lại u mê, tôi không hiểu nha. Cái nào làm đúng, cái việc làm đúng của ông mình ngưỡng mộ, tâm vẫn ngưỡng mộ, nhưng cái việc sai trái là cần phải trừng trị, cũng như chị Nguyễn Phương Hằng, đúng chưa? Những cái việc làm bổ ích của chị Nguyễn Phương Hằng thì ok, mọi người đều tôn trọng và kính yêu chị Hằng. Còn những cái việc gì chị làm sai là chị phải trả giá cho gần 3 năm trời. Đó là quy định, chứ không thể nào mà lấy cái công mà bù cho cái tội được, đúng chưa? Nếu mà lấy cái công mà bù cho cái tội thì không thể nào, nó sẽ trái lại với cái quy luật tự nhiên. Cũng giống như bác sĩ gì đó quý vị, chẳng lẽ bây giờ cả cuộc đời người ta cứu người rồi chẳng lẽ là người ta được quyền sát hại mạng người hay sao? Không thể nào chấp nhận được. Anh có công là anh phải được thưởng, còn anh có tội là anh vẫn bị trừng trị. Đó là đúng theo quy luật của tự nhiên và đúng theo cái nhân quả, chứ không thể nào mà dùng cái phước mà hay là dùng cái công mà bù qua cái tội, không thể nào chấp nhận được, đúng chưa? Không biết là cái chùa ông xây dựng đó ông có chi như thế nào cho ngơ cho cái bộ phận mà cấp cái giấy cho ông hay không, cho ông xây dựng hay không, làm ngơ cho ông hay không, thì tôi không biết. Mong rằng nhà nước vào xử lý nghiêm khắc những tình trạng thế này, không thể nào chấp nhận được. Ông xây 36 công trình ở trên chùa Phật Quang thì hết 35 công trình là vi phạm, chỉ có một cái công trình là được cấp phép mà thôi. Thì một cái người tu học mà đi gian dối như vậy thì không thể chấp nhận được. Từ đầu đó là gian dối rồi thì mãi về sau này vẫn còn gian dối nữa mà lại tung hô, thì tôi không biết là những người đó đầu óc là như thế nào. Đất nước Việt Nam chúng ta không chấp nhận những người thế này, cần phải xử lý nghiêm khắc, không thể nào để cho những cái loại này mà nó tồn tại, rất ảnh hưởng cho cái xã hội. Thì bây giờ Tâm sẽ mời tất cả mọi người nghe một cái chị Phật tử nói về ông Thích Chân Quang như thế nào, bởi vì cộng đồng mạng người ta rất bức xúc. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng với Tâm xem cái đoạn clip này nhé, mời tất cả mọi người. Thầy nghĩ đi, một mình Nguyễn Xin mà học đại học cũng phải vất vả từ cơm áo gạo tiền mới đổi được 5 năm đại học. Thầy đi học kiểu nào, thầy cũng phải giải trình cho người ta nghe. Không phải thầy là cha mẹ chúng sanh, là thầy muốn làm gì thầy làm, thầy muốn học làm sao thầy học. Thầy đâu có làm vậy được, thầy đâu thể nào làm như vậy được. Xã hội này mấy đứa nhỏ nó học làm sao, thầy đâu có thể nào qua mặt người ta. Thầy coi như bằng cấp 3 thầy là lậu rồi mà thầy còn chưa chịu nhận nữa. Đằng này bây giờ thầy tụ tập chúng thanh niên để thầy kêu gào cái gì? Sắp tới thầy sửa tên tụi nó, bắt đầu quy tụ lại thành một cái nhóm mới. Cái nhóm mới thì đi công kích người ta theo kiểu mới, đúng không thầy? Sao mình lại không dám lấy tên chúng thanh niên? Mình là cái đạo tràng của mình, là chúng thanh niên, mình mới nhận là mình chúng thanh niên. Và chúng thanh niên ngu ngục là có thể, ngu ngục là không có học. Một đợt thi của thầy là 20 mấy tiến sĩ, phải cầm xét duyệt hết 20 mấy tiến sĩ đó có học cấp 3 và học đại học hay không mới đúng. Tại vì nó chung khóa với thầy mà, nó chung khóa với thầy là cần phải soi hết. Mình không học là không học, mà không có bằng cấp 3 là không thể nào học đại học được. Anh chị bạn, anh chị bạn mới mạnh tay mạnh chân lên, anh chị bạn cô dì chú bác nào mà có học thức trong đường lai em Thúy Nguyễn phải tận tình chăm sóc kỹ lưỡng, đòi Bộ Giáo dục phải trả lời ra ngô ra khoai cái chuyện mà không có bằng cấp 3 làm sao học đại học. Cái chuyện này nó quan trọng lắm anh chị bạn. Nếu anh chị bạn dung dưỡng nó qua được một đợt này thôi, anh chị bạn coi sắp tới nó làm tới cái gì. Nó định che đi đó, nó định che đi những cái sai trái của nó. Nó không phải là sợ đâu nha anh chị bạn, nó thậm chí không có sợ, mà là nó đang sắp xếp cái giai đoạn chính giữa là cái bằng cấp 3 đó cho nó ngay ngắn. Nó chỉ cần thêm một thời gian nữa, nó sẽ chứng minh cái này cái nọ cái kia, rồi xong rồi nó sẽ qua lo. Và cái trường nó cũng không tịch thu bằng đâu, chị bạn hiểu không? Nè anh chị bạn nghe trả lời nè, là sẽ đợi Bộ Giáo dục xem xét hồ sơ như thế nào để mà coi xử lý những tấm bằng như trên. Xử lý gì? Nó dốt mà mấy ông cấp bằng cho nó mà xử lý gì? Nó không có học cấp 3 mà tại sao nó học đại học được? Được cái trường nào cấp bằng đại học đâu? Sai từ cái đại học lận kề, chứ đừng có nói cái thạc sĩ, tiến sĩ, trường học lực của ông là sai, mà sai từ cái đại học rồi. Nếu không có bằng cấp 3 là không học đại học được. Mấy ông đâu có thể nào coi dân chúng này là ngu dốt mà qua mặt
người ta như vậy, xử lý một cái quá lo vô cùng. Vốn dĩ là không có học cấp 3 là không học cấp 3, không thể nào lấp liếm đi, che đi sự thật được. Mà không thể nào gì mình thầy bà là như vậy. Thầy bà đâu phải cha mẹ chúng sanh đâu mà làm thế ghê vậy. Thầy đâu phải có tiền mà muốn làm gì làm thầy. Mình không có học là mình phải lên mình công nhận với công chúng là tôi không có học cấp 3. Thầy phải nói như vậy. Thầy phải nói là thầy không có học cấp 3 đàng hoàng. Phải nghiêm túc gì mình là bậc chân tu chân chính, là mình phải thừa nhận là mình không có học cấp 3 thầy, để cho những cái bậc phụ huynh ở trên đất nước Việt Nam này người ta biết được là thầy không học cấp 3, để người ta động viên con học cấp 3 cho đàng hoàng. Nếu con tôi không học cấp 3 sao con tôi học đại học được anh chị bạn? Anh chị bạn đừng có nghe cái đám chúng thanh niên ngu ngục comment tụ hình là nói là ngu ngục mà anh chị bạn. Ngu ngục là đâu có trí tuệ. Thầy làm sao? Con vẫn là yêu thương thầy, thầy mãi mãi là như vậy. Chân tu chân giữa chân quần què gì kệ mẹ nó anh chị bạn. Nhưng mà nó sai là nó phải sai. Sai là sai không có đúng được. Anh chị bạn cứ kệ đơn lên Bộ Giáo dục. Người nào có học nhiều, luật sư văn phòng gì đó kệ đơn lên là Bộ Giáo dục sẽ giải quyết. Xong rồi chưa tính những người phụ huynh người ta đồng lòng, người ta ký tên lên, người ta kiến nghị là tại sao không học cấp 3 mà học được đại học. Tôi thấy cái cảnh với Bộ Giáo dục. Mà nếu đã công bố là thầy không có bằng cấp 3 thì phải xử lý tấm bằng của thầy, phải đem dẹp và phải công khai xin lỗi với xã hội này là tôi sai rồi, tôi không có học cấp 3 mà tôi tự nhiên có bằng thạc sĩ. Thầy phải nói vậy mới đúng từ đó. Thầy là một cái chuyện gì đó rất ư là u ám trong bầu trời của Việt Nam. Thầy là một cái gì đó thật là mất mặt. Thầy là không có học cấp 3 mà thầy làm như là thầy học dữ lắm, thạc sĩ tiến sĩ ở đâu vậy? Thầy làm như vậy chẳng khác nào dân xã hội, dân Việt Nam này là nó ngu hết rồi, nên là thầy qua mặt dèo dèo như vậy đúng không? Người ta thì học đại học 4-5 năm trời, chưa xong đại học. Nguyễn Xin cũng phải học 5 năm, con tôi bây giờ cũng phải học 3 năm rồi mà chưa thấy gì nữa kìa. Thầy có đóng góp cỡ nào kệ thầy. Thầy có đóng góp xây cái chùa bự cỡ nào cũng xây cho tụi thầy thôi chứ xây cho ai đâu. Xây cho bá tánh này hả? Thầy có xây cái tháp mấy chục tầng cũng kệ thầy luôn, không có liên quan gì người ta hết. Cái chuyện học hành của thầy nó khác hơn, đỡ tốn tiền. Nếu mà ông thầy Quang không có bằng cấp 3 là con anh chị cũng không cần bằng cấp 3 đâu. Con chị cứ học lớp 8, lớp 9 thôi là mình quất cái đại học à. Mình đem hồ sơ lớp 8 vô mình quất cái đăng ký đại học đi. Không biết quê nó không biết nhục luôn anh chị bạn. Thay vì người ta là chân tu chân chính à, người ta mà không học người ta đừng có nói xạo. Người ta thí dụ lớp 1 cũng không sao, lớp 3, lớp 4 cũng không sao. Mình đi tu, mình không học hết. Tại vì mình ham tu quá, mình không học. Ok, dân chúng là vẫn chấp nhận, vẫn có thể thương yêu. Nếu như mà thầy không học thạc sĩ, người ta vẫn mến thầy. Nhưng nếu trừ khi là thầy tu chân chính, đừng làm gian dối là người ta vẫn ủng hộ. Nhưng mà nếu như mình đốt cháy giai đoạn đó mà mình cho là mình thông minh, như vậy là xã hội này còn cái gì là công bằng cho mấy đứa nhỏ đi học nữa. Mà thầy nghĩ là một tay thầy che trời luôn hả? Là thầy học lớp 8, lớp 9 là thầy làm dần vậy hả? Tụi tôi không thể nào ngu dốt mà ngồi đây nghe ông muốn nói gì nói kia được. Tụi tôi không thể âm binh mà giống như thầy kêu tụi tôi là âm binh là cô hồn mạng, là giặc mạng, là ngu dốt được. Tụi tôi có má tụi tôi sinh ra, tụi tôi là công dân trên đất nước Việt Nam này. Tụi tôi được quyền hỏi là tại sao nếu như mà thầy cấp 2, tại sao thầy được học đại học? Thầy phải thi xong có bằng cấp 3, thi vô đại học thầy mới được học đại học. Thì cái bằng cấp 3 của thầy phải chứng minh được cho dân chúng biết. Nếu như báo chí đã đăng là thầy không có bằng cấp 3 thì thằng nào là thằng cấp bằng đại học cho thầy? Nếu không có người cấp là thầy mua bằng đúng không? Đúng không? Là thầy mua bằng đúng không? Mà thầy mua bằng là cái tội thầy như thế nào? Thí dụ vậy đó. Còn nếu thầy nói là thầy được cấp thì ai là người cấp cho thầy nếu thầy chưa học hết cấp 3? Đó là một câu hỏi nghiêm túc mà dân chúng này cần thầy trả lời đúng không? Chứ không phải bây giờ thầy lên, thầy múa mai quay cuồng, thầy làm cái trò này, thầy làm cái trò kia. Cái thầy cần chứng minh là chứng minh cho người dân biết thầy có học cấp 3 không?